các bạn đã đến với kênh của Kenvi, và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép ảnh viễn thám 11 kênh màu. Nhất là chúng ta open file, ta chọn đến cái file ảnh viễn thám gồm có 11 ảnh. Ấn giữ ảnh đầu và ấn shift xuống cái ảnh 11 thì chúng ta sẽ load được nó nhanh hơn. Ta sẽ chọn nhanh hơn và vào Balis tool, sau đó chúng ta vào import file. Ta sẽ chọn từ B1 cho đến là B11, chọn theo chuẩn luôn. Bởi vì chỉ có sai hoặc lệch màu một chút thì cái ảnh viễn thám thì đã chuyển sang cái màu khác hoặc là những cái đối tượng ta có thể nhìn nó bị sai lệch rồi. Nên ở đây thì mình sẽ import từng cái file một từ B1 cho đến B11. Sau khi mà chọn được tất cả những cái ảnh này thì chúng ta sẽ lưu lại với tên file. Đó là file ghép 11 kênh chẳng hạn. Hoặc là file ghép 11 ban. Khi đó chúng ta sẽ load được một cái ảnh mà chúng ta ghép 11 cái kênh màu đấy. Thì chúng ta sẽ chọn RGB. RGB này, tích vào RGB và chọn 432. Khi đó chúng ta ấn load ảnh thì sẽ ra một cái ảnh khu vực tức là cái ảnh viễn thám mà ghép 11 kênh vào thì nó sẽ ra một cái ảnh này. Chúng ta tiếp tục ấn vào overlay, ấn vào regain. Không phải, khi mà vào đây thì chúng ta phải cần phải cắt ảnh nữa. Nên chúng ta phải resize data, ấn vào ghép 11 kênh, ấn vào space subbit. In này thì chúng ta ấn vào image và chúng ta sẽ cắt được một cái ảnh nhỏ thôi, cần mà cái địa giới hành chính của chúng ta cần cắt ở cái khu vực đó. Giả sử như chúng ta ước lượng là nó sẽ nằm ở trong cái khu vực mình cắt này, mọi người sẽ giữ chuột vào cái góc để kéo cái hình image ra và chúng ta sẽ lưu lại với tên file đó là cắt sơ bộ. Ta ấn OK và sẽ load được ảnh lên, và tương tự như vậy là cái ảnh cắt sơ bộ của chúng ta đã được cắt rồi. Và chúng ta sẽ chọn tương tự như vậy RGB color, ta chọn 432. Và tương tự như vậy là cái ảnh vừa mới cắt của chúng ta đã được load lên. Và bây giờ là chúng ta sẽ mở cái file vector, open file vector. Tải xuống thì chúng ta sẽ chọn cái phần VNM. Ở đây thì chúng ta nên kích vào file SHP, chấm đuôi chấm SHP. Và chúng ta chọn VNM ADM4. Thì cái ADM4 là nó dành cho xã, huyện đến tỉnh. Còn về ranh giới thì ADM3 thì nó chỉ cho các bạn ranh giới về các đến huyện thôi. Nó không cắt cái mức độ hành chính nó nhỏ hơn. Thì cái file ADM4 này thì nó sẽ cho mình cắt nhỏ hơn đến tận xã luôn. Chúng ta ấn vào Edit, chúng ta ấn vào View. View tức là để thâu ra những cái địa điểm mà chúng ta cần cắt. Ở đây thì mình sẽ cắt hai cái xã, đó là xã Đồng Sơn và xã Xuân Sơn. Sau khi cắt được xã Đồng Sơn thì chúng ta sẽ lưu lại với tên file server dòng đầu. Sau đó chúng ta sẽ lưu lại tên file đó là Đồng Sơn chẳng hạn. Đây là file vector nhé, có đuôi là EVF.
ta ấn mở, chúng ta ấn OK để lưu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn một cái địa giới hành chính khác là xã Xuân Sơn. Xã Xuân Sơn thì ngay cạnh xã Đồng Sơn, cho nên mình sẽ một lát nữa mình sẽ còn hướng dẫn một cái clip nữa là gộp ảnh giữa hai xã với nhau. Ở đây mình tiếp tục tìm kiếm đến xã Xuân Sơn. Xuân Sơn này thì ở Phú Thọ. Đây, có rồi. Sau khi tìm được cái xã Xuân Sơn này, đó, ở dòng thứ 5127, thì chúng ta tiếp tục ấn với Server Layer ở dòng 1 và chúng ta sẽ lưu lại đó là xã Xuân Sơn. Ở đây thì mọi người cũng có thể là giữ phím Can Châu và ấn giữ hai huyện giáp danh với nhau thì chúng ta có thể là ghép luôn được cái ảnh đó mà không cần phải một bước tiếp theo đó là bước ghép ảnh. Nhưng mà để làm như vậy thì để mà phân chia được ranh giới trên bản đồ thì chúng ta nên cắt hai quận huyện với nhau thì nó nhìn nó sẽ dễ hơn. Và bắt đầu chúng ta sẽ ấn load ảnh. Khi mà các bạn nhìn trên cái bản đồ thì nó cũng đã hiện hai cái khu vực mà chúng ta cần cắt rồi. Chúng ta ấn vào New Vector này, ấn vào Open và khi đó thì sẽ ra được một cái file đó, sẽ ra ấn New Window. Tiếp theo thì sẽ ra được hai cái địa giới hành chính mà chúng ta cần cắt. B làm sao để cho hai cái file vector này để hiện trên ảnh. Thì chúng ta ấn Explode rồi, mọi người để ý nhé, ấn cắt sơ bộ, ấn Convert. OK, như vậy là nó đã OK rồi và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục một bước tiếp theo. Bước tiếp theo này là bước rất quan trọng khi mà tôi vẫn phải xem lại hướng dẫn để làm cho nó chính xác hơn. Đây chúng ta sẽ ấn vào Overlay, ấn vào Regain. Khi đó thì mọi người có thể nhìn thấy là cái khu vực mà địa địa danh thứ nhất đó là Đồng Sơn thì nó đã hiện ở trên cái khu vực map bản đồ mà chúng ta cần cắt rồi, có hình màu trắng. Và bây giờ chúng ta sẽ ấn Subject Join và cắt sơ bộ, ấn vào cái file cắt sơ bộ, ấn vào chọn, ấn vào Yes. Sau đó chúng ta sẽ lưu lại với tên file đó là xã Đồng Sơn chẳng hạn. Thì để load cái file vector này nó add vào cái file ảnh vừa rồi mà mình vừa mới cắt. Đó, ấn OK này. Để lưu lại với tên file đúng file chỗ mình tất cả cho vào một thư mục luôn. Khi này sẽ ra được xã cần cắt rồi. Và tiếp tục RGB là mình chọn 432. Ta ấn load thì chúng ta đã cắt được cái khu vực xã đó rồi. Ở đây tương tự với cái xã Xuân Sơn thì cũng vậy, chúng ta ấn Explode, ấn vào cắt sơ bộ, sau đó ấn vào OK, ấn vào Convert. Tương tự như vậy chúng ta cũng ấn vào cửa sổ Overlay và chúng ta cần phải load RGB, đó là cái file bên dưới nhất ấy, cái file mà đã cắt ấy, để ép cái file vector lên. Cắt sơ bộ này chúng ta cũng chọn là 432 này. Thì chúng ta ấn load lại. Đấy, nhìn cho nó chính xác là 432. Thì nhìn màu nó sẽ đẹp hơn. Tương tự như vậy thì cái file màu trắng thì cũng đã hiện lên rồi. Ta ấn vào Regain này. Overlay Regain. Thì khi đó là cái file màu trắng ở bên dưới thì cũng đã hiện rồi. Mọi người nhìn thấy thì nó đã add vào cái khu vực mà chúng ta cần cắt rồi. Thế tôi thì sẽ phải cần delete đi một cái file lúc trước mà tôi lưu đấy thì nó sẽ hiện cái file xã Xuân Sơn. Và chúng ta tương tự như vậy, chúng ta ấn vào file, ấn vào subject,
Ấn vào cắt sơ bộ. Rồi ấn OK, sau đó để lưu lại cái file này với tên ảnh là Tạ Xuân Sơn chẳng hạn. Ở đây thì mọi người nên để chế độ yes nhé, mắc pixel outside of joy. Người sẽ để chết. Ta sẽ lưu lại. Đây thì sẽ phải lưu lại với một cái tên khác. Có khả năng là nó trùng, tôi sẽ đặt tên là Xuân Sơn cắt chẳng hạn. Thì rất là OK. Ở mọi mọi người cần ấn vào select all all kia kìa thì mới được, ấn vào select all chọn file đấy thì mới có thể load lên được đó. Khi mà load lên thế này thì video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký kênh để